Ê bà, hôm nay á, lần đầu tiên tôi đi xem trai, ngại quá trời ơi. Trời ơi, yên tâm, đỡ tôi lo, được quen được thì thôi. Ok bà luôn. À, chào chị. À, anh xin lỗi, anh có việc đột xuất nên là tới trễ. Chị ơi chị, sao mày quen cái thằng gì mà ăn mặc như sinh viên vậy mày? Mới quen sao biết má. Mới hẹn lần đầu mà tới trễ rồi. Mà anh làm người gì vậy? À, hiện tại anh đang là thợ cắt tóc. Cái gì? Anh làm thợ cắt tóc mà đòi quen bạn tôi à? Nãy anh đi tới bằng phương tiện gì mà tôi không thấy? Đừng có bảo với tôi là anh đi bộ tới rồi mới tới trễ nha. À, lúc nãy anh có người bạn chở anh tới. Chị ơi, là chi? Bà nghe gì chưa? Xem máy còn không có đi, nghĩ sao bà quen được vậy? Không hợp với bà đâu. Đấy, mày mới quen người như thế này nè. Chào sếp, anh có bỏ quên đồ trên xe. Trời trời, thợ cắt tóc mà cũng mệt quét đồ, dữ không? Là ai đây? Tôi tự giới thiệu, tôi là tài xế riêng của sếp Bi. Cắt tóc mà cũng có tài xế riêng đồ. Cắt tóc là công việc cũ của anh. Còn bây giờ, hiện tại anh đang là chủ của một hệ thống salon tóc. Và hai đứa nên nhớ, bất kỳ công việc nào cũng được tôn trọng. Nên sau này hai em đừng có xem thường người khác nữa.